Dạ, con kính chào cha cộng đoàn. Con tên là Du Xe Trịnh Xuân Quyết, người Thanh Hóa. Con 26 tuổi ạ. Con chạm chỗ tùm, con làm bên nhà gỗ Rồi, con được ơn gì con nói to lên cho mọi người nghe. Thanh niên làm chứng mạnh lên. lên đây làm chứng cho mẹ con ạ. Vâng, thì hai anh em con là làm ở trên Tây Nguyên, Gia Lai ạ. Thì đang định là 15, 16 mới xuống đây cầu nguyện cho mẹ con. Nhưng mà bọn con tranh thủ xuống đây sớm hơn. Thì xong bọn con ở đây được một tuần rồi. Cầu nguyện không muốn cho mẹ con biết, để cho mẹ con ở nhà cũng siêng năng cầu nguyện hơn. Sau đến hôm nay, đến sáng mai là bọn con định về. Nhưng mà lúc sáng nay là mẹ con gọi điện bảo là mày có vào Cha Long không, mà sao tao tự nhiên tao thấy khỏe hẳn rồi. Mà Mẹ bị bệnh gì không? mẹ con bị thoái hóa năm đốt sống, với lại bên xương chậu với xương đầu gối các thứ là bị thoái hóa nhiều, mà hơn 2 tháng rồi mà bò không được ạ. Vâng, con vào đây con hai anh em vào xin thất cha. Thế hôm nay sáng nay tự nhiên thấy mẹ con gọi điện báo là không biết mày có vào Cha Long không, mà tao thấy khỏi hết rồi, tao đi làm rồi. Rồi con trả lời làm sao? Thế con nó bảo ừ thì không vào làm sao mà mẹ khỏi được cái thế. Sáng mai con định về, với lại con ngày trước thì con nói chung là cũng nghịch ngợm chơi bời lung tung lắm chặt. Và con cũng đi làm cũng có tiền, nói chung là nghe bạn bè xúi rồi các thứ rồi cũng nghịch lung tung rồi chơi bời lung tung á, rồi nói chung là rồi đủ thứ chặt. Vì là ông toàn thích đủ thứ, chơi đủ thứ. Rồi còn sao nữa, rồi sau con được ơn quay trở lại con. Thì đầu năm này là mẹ con xui con vào Trà Long, ý là không biết là ai cho mẹ con địa chỉ á, xong rồi cho con, xong con vào đây, xong rồi Chúa hoan cải con. Từ đấy thì con siêng năng cầu nguyện rồi đọc kinh sáng tối rồi khuyên bảo các em ấy hơn. Hallelujah. Mời các bạn nhớ gặp cũng sáng lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một cái kỳ diệu là anh bạn này mẹ xúi vào cầu nguyện, anh ấy vào cầu nguyện thì anh được ơn quay trở về, không còn thích lung tung, không còn chơi lung tung nữa, mà hơn nữa lại còn đi loan báo tin mừng cho các em của mình. Rồi sau đó mẹ bị bệnh nặng, mẹ không nói, hai anh em âm thầm lặng lẽ vào đây một tuần lễ để cầu nguyện cho mẹ, tính không nói cho mẹ biết. Nhưng mà mẹ ở nhà lại trong một tuần lễ mà anh đến đi cầu nguyện thì mẹ được khỏi, không còn bò lết nữa mà đã đi làm được. Mẹ mới hỏi rằng mày vào cầu nguyện với Cha Long chưa mà tao được khỏi, thì anh trả lời là không vào sao mẹ khỏi. Cho thấy Chúa làm cái điều kỳ lạ vậy đó. Cha gửi tặng cho con cái máy này để con về gửi cho mẹ con nha, làm quà Tết cho mẹ. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách gửi tặng cho chúng con, anh em, cuốn Con Đường Tín Thác, và gửi tặng cho những đứa em của con, đứa này, đứa thế nọ, cái kỳ quặc, giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi gửi tặng cho cái thằng em mà đi cùng với con á, nó vào đây không? Nó đang ngồi dưới cuối kìa. Gửi cho nó cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và gửi luôn cho mẹ một chuỗi trải thật, con gửi về cho mẹ món quà Tết. Con này con có hát bài Xuân này con không về không? Xuân này có về không? Có ạ. Rồi cảm ơn con. Rồi mời bé lên bé.